Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Từ khi Realme mang bộ đôi Realme 6 và Realme 6 Pro về Việt Nam với cái thông số phần cứng rất tốt và đặc biệt trong đó là cái tần số quét màn hình 90Hz trong tầm giá chỉ khoảng tầm 6 triệu chính hãng tại thị trường Việt Nam, thì đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về cái sản phẩm này, bởi vì có nhiều người thì cho rằng 90Hz không để làm gì. Nhưng đối với nhiều người thì họ lại có một suy nghĩ rất là khác, 90Hz cho một trải nghiệm mượt mà hơn, lướt mọi thứ sướng hơn, nói chung là dùng cái gì nó cũng thích hơn. Thì trong cái video này mình muốn chia sẻ một chút về trải nghiệm của bản thân với màn hình 90Hz. Và đây là một thứ máy nào cũng nên có. Bởi vì sao? Thì bắt đầu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhá. Trước tiên đó thì cái gì cũng phải gắn vào một cái người ta gọi là cái mức giá. Thì tại sao nhiều người lại nói rằng không thực sự cần thiết có màn hình 90Hz, đặc biệt là trong cái tầm giá với cái mức giá tầm trung. Tại vì ví dụ như là giá của con này 6 triệu chính hãng tại Việt Nam, nhưng mà mua tại Hoàng Hào Mobile thì cứ cho khoảng tầm 5 triệu rưỡi. Nhiều đợt hot sale thì các bạn có thể mua được với mức giá đâu đó chỉ quanh tầm khoảng 5 triệu. Thì chúng ta luôn luôn phải xác định một điều, với những sản phẩm có cái tầm giá không quá cao như thế, tầm trung như vậy, thì sẽ có những thứ người ta gọi là không thể nào mắc tầm được. Ví dụ tiêu biểu đấy là cái cấu hình. Đương nhiên ở cái tầm giá này các bạn sẽ chỉ có những con chip ví dụ Snapdragon 720G, cùng lắm thì 730G, hay là thậm chí là MediaTek G90T cũng thuộc dạng là mạnh mẽ lắm rồi. Thì với những cái thông số phần cứng như thế, nó không thể nào khai thác hết được sức mạnh của cái màn hình 90Hz. Tại vì với màn hình 90Hz thì nó sẽ phải yêu cầu cấu hình cao hơn để chúng ta có những trải nghiệm mượt mà hơn, chơi game sướng hơn, để có thể mở được những FPS cao hơn. Thì nhiều người đánh giá là với màn hình 90Hz mà chơi game vẫn chỉ là 60Hz, ví dụ như Liên Quân, PUBG thậm chí không thể nào lên được 90Hz, mà kể cả chơi trên 90Hz thì nó vừa nóng nhanh, vừa lag nhanh và trải nghiệm nó không sướng, thì nó cũng chẳng để làm cái gì. Đó, đấy là ý kiến của rất nhiều bạn đã chia sẻ về các màn hình 90Hz. Thế nên họ muốn có một cái điện thoại 60Hz nhưng lại có những thứ khác tốt hơn. Ví dụ như RAM nhiều hơn, thay vì chỉ là 4GB trên Realme 6 phiên bản cơ bản thì nó sẽ là 6GB, hay là nó sẽ có một cái thời lượng pin tốt hơn nữa, hay là chúng ta sẽ có một cái màn hình đẹp hơn nữa, thay vì chỉ là màn hình IPS LCD giống như sản phẩm này và Realme 6 Pro. Thực sự thì họ cũng có những cái lý của họ nhất định, và để đánh đổi cái màn hình 90Hz về 60Hz mà có những thứ khác tốt hơn thì họ chấp nhận. Thế nhưng cái góc nhìn của mình thì nó như sau. Chúng ta dùng một cái điện thoại không phải chỉ gắn vào một cái nhu cầu. Các bạn dùng cái điện thoại để mà chúng ta lướt web, để các bạn lướt Facebook, để các bạn chat chít, để các bạn xem video YouTube, để các bạn chơi game, để chúng ta có thể kết nối mạng xã hội, làm việc, nói chung làm được rất nhiều thứ chỉ với một cái smartphone. Thì khi mà các bạn có cái màn hình 90Hz, các bạn sẽ có những trải nghiệm cơ bản mượt mà hơn. Các bạn lướt Chrome, lướt trang sướng hơn. Các bạn lướt Facebook, nó sướng hơn. Thậm chí các bạn chat chít trên cái bàn phím của chúng ta, kiểu Gboard các thứ, la bàn key các thứ, thì cái phản hồi mà các bạn cảm nhận thấy với cái màn hình nó đáp ứng ở tần số quét 90, nó cũng sẽ sướng hơn so với màn hình 60Hz. Điều này nghĩa là các bạn sẽ có một trải nghiệm tổng thể trên cái điện thoại này, nó trơn tru hơn, nó mượt mà hơn, và các bạn sẽ cảm thấy là nó nhanh hơn. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà mình nói rằng là hầu như là sản phẩm nào cũng nên có cái tần số quét 90Hz. Tại vì trải nghiệm nó rất khác so với 60Hz. Nó nhanh hơn, nó mượt hơn và nó sướng hơn. Và để đánh đổi đấy cái cơ bản nhất sướng như thế, chúng ta phải chấp nhận hy sinh một vài những thứ khác. Thì đó cũng chính là thứ mà mình muốn nói đến trong cái video ngày hôm nay. Thì liệu nó có xứng đáng hay là không? Và liệu các bạn có chấp nhận được nó hay là không? Thực sự ở con Realme 6 này này, cái điểm nhấn của nó là 90Hz. Thế nhưng đối với nhiều người cái 90Hz này không quan trọng, thì tất cả những thứ khác có thể nói nó không hẳn là điểm mạnh nữa. Bởi vì rõ ràng cái màn hình của nó là IPS LCD, góc nhìn tốt, độ sáng tốt, màu sắc rực rỡ, nhưng nó không thể nào so sánh được với một vài sản phẩm sử dụng các màn hình AMOLED trong tầm giá 5-6 triệu. Có rất nhiều sản phẩm sử dụng màn hình AMOLED, Super AMOLED. Nó không có vân tay nhúng bên trong màn hình bởi vì nó là IPS LCD, mà thay vào đó nó phải để ở cạnh không. Đây lại là một cái điểm trừ tiếp theo. Pin của máy có dung lượng là 4300, đương nhiên nó không thể nào so sánh được với thời lượng pin của những sản phẩm với dung lượng lên tới 5000, thậm chí là hơn 5000 đến từ nhà Xiaomi. Thế nên thời lượng pin của nó cũng sẽ kém hơn. Hay thậm chí nó sử dụng cái sạc nhanh VOC 4.0 với công suất là 30W. Thế nhưng mà sạc nhanh thì không phải ai cũng cần. Cái quan trọng là cái thiết kế, cái màn hình, cái hiệu năng. Thì nó có những thứ làm tốt nhưng cũng có những thứ nó không làm tốt. Vậy thì các bạn sẽ phải đánh đổi mà thôi. Theo như mình cảm nhận ấy, Realme 6 là một sản phẩm cân bằng bởi vì cái trải nghiệm cơ bản của nó tốt, cái hiệu năng xử lý nó mang lại đủ dùng, cái camera của nó tốt, cái thiết kế của nó cũng đẹp, hay là cái màn hình của nó đục lỗ theo xu hướng, nó ok.
Cái này thì phụ thuộc vào cái cách nhìn của các bạn mà thôi. Nó không có chip Snapdragon mạnh mẽ, thay vào đó là G90T vẫn rất mạnh, nhưng nó lại gặp một cái điểm yếu ở vấn đề nhiệt độ, khai thác được cái màn hình 92 hay không lại là một câu chuyện khác. Nhưng bản thân mình đánh giá với những thứ cơ bản nó làm quá tốt, thế là đủ rồi. Quan trọng là cái cách nhìn của bạn như thế nào mà thôi. Redmi 6 Liên Quân ngon, PUBG ngon, nhưng nó bị nóng nhanh bởi G90T. Màn hình 90Hz nhanh, mượt, thế nhưng nó sẽ tốn pin hơn so với màn hình 60Hz. Thì các bạn nghĩ sao? Đánh đổi hay không, hay là có chấp nhận được hay là không? Thì nó phụ thuộc vào suy nghĩ của các bạn mà thôi. Và ví dụ như con Redmi 6 có một cái thông số phần cứng như sau này: màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình, màn hình 90Hz luôn, G90T cũng được, RAM 6GB, pin 5000, sạc nhanh VOC 4.0, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ có cái mức giá chỉ vào khoảng tầm hơn 5 triệu để các bạn có thể lựa chọn được sản phẩm này, để các bạn có thể được trải nghiệm một cái tần số quét màn hình cao trong cái phân khúc mức giá tốt như thế này. Đấy là thứ các bạn sẽ phải đánh đổi mà thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Đương nhiên trong tầm giá này các bạn sẽ vẫn có những sản phẩm khác cân bằng hơn, ví dụ như con Redmi Note 9S cũng có màn hình đục lỗ, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon, có màn hình lớn hơn, pin lớn hơn, ổn định hơn, nhưng nó lại không có tần số quét màn hình lên tới là 90Hz. Hay thậm chí một vài sản phẩm đến từ nhà Samsung trong tầm giá có màn hình đẹp hơn, có vân tay nhú bên trong màn hình thời thượng hơn, camera của nó thì cũng xịn sò, thế nhưng nó không có cấu hình tốt bằng, hay nó cũng không có cái tần số quét màn hình cao bằng, dùng nó sướng bằng cái sản phẩm này. Thế thì cuối cùng vẫn sẽ là sự lựa chọn của bạn mà thôi. Redmi 6 hơn 5 triệu, tần số quét màn hình 90Hz, nó là điểm nhấn và nó là một trải nghiệm cực kỳ sướng trên sản phẩm này. Thì các bạn nghĩ sao? Có đánh đổi lấy những thứ khác để được trải nghiệm cái màn hình tần số quét cao trong tầm giá hay không? Comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên là check giá tại Hòa Mobile. Hơn 5 triệu một chút mà thôi. Link sẽ ở phía bên dưới và mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn nếu các bạn muốn ổn định, chúng ta đã có Redmi 6 Pro. Ok. Bye.